9 năm qua thì anh thấy như thế nào ra đây tập ở ngoài biển và ở ngoài phạt? 9 năm qua đến giờ này là anh rất là hồ hởi phấn khởi. Nhóm mình nó lên trên 500 người rồi. Cho nên là vì họ biết là đây là sức khỏe tham dự. Cảm ơn anh rất là nhiều đã hy sinh thời gian và chọn những cái bản nhạc rất là hay. Hôm nay nhạc hay quá chừng hay luôn. Mọi người mà thấy nhạc hay thì nhớ thả tim. Chào cả nhà. Bây giờ là 8 giờ sáng, hai vợ chồng đi biển. Hôm nay thì lớp của anh Hoàng Thiện có tập ở ngoài biển. Hôm nay là thứ 6. Đồ trắng thì rất là lạ nha. Mọi người nhớ đón xem video này rất là đặc biệt. Và cũng báo cho mọi người biết đây là chỗ đậu xe, mà nếu mà ai không có mua thẻ để vào bên trong mua cái pass á, thì mình đậu dọc dọc bên đây nè, qua đường Hamilton thì bên tay phải có chỗ dọc dọc ở đây đậu xe. Các chị đây chỉ đậu xe nè, rồi đi bộ vào đường, góc đường này là đường Banning, rồi xong rồi mình đi bộ từ đây đi bộ ra. Các chị cũng đang đi bộ ra lại ngoài biển. Ở trong đất liền thì trời nắng đẹp, nhưng mà ra biển thì trời âm u, nhưng mà rất là mát. Nhưng mà trời nắng lên thì chụp hình quay phim rất là đẹp. Và nếu mà ai mà cần mà mua thẻ, mua một năm á, một năm là 195 đô cho mọi người, và người lớn tuổi trên 62 tuổi á là 20 đô, không có kiểm tra tài chính không. Là tới cái chòi chỗ này nè, mình vào bên trong, mình nói với người gác cổng là mình đi mua vé, mua thẻ năm á, thì họ sẽ cho mình vào, mình đậu xe bên đây. Còn người mà low income á thì thu nhập thấp thì được miễn phí luôn, là đi được 365 ngày. Còn người 62 tuổi đổ lên á mà không kiểm tra income á thì chỉ đậu được từ tháng 9 cho tới tháng 3, tháng 4 gì đó, là mùa hè là họ không có cho mình vào trong này đậu. Tới rồi. Sáng nay đồ trắng không đẹp quá chừng luôn à. Bây giờ mình đi vào. Wow, một ngày là 30 đô dữ rồi ta. Hôm nay cuối tuần nè. 30 đô. Ở phía trong kia là nhóm mình đã tập trung ở đó rồi đó. Biết là hôm qua là 30 đô hay là hôm nay 30 đô, vẫn còn để cái bảng đó 30 đô. Mắc quá chừng. Mình có cái thẻ rồi mình đi vào không có tốn tiền. Ở đây có nhà tắm, mình có thể tắm lại ở đây. À, các chị mặc đồ trắng. Chị Phương, đẹp quá nha. Bây giờ mình đậu xe, mình lấy đồ vào bên trong. Mấy chị mặc đồ trắng nè, đẹp chưa nè. Chị tập biển lâu chưa chị? Hôm nay nhạc hay quá. Thank you.
trắng nha các bạn. Nhìn rất là đẹp. Quay một vòng biển hơi nhìn biết cho các bạn xem nha. Hôm nay trời không có nắng nên biển màu nước màu bạc bạc. Đây là thứ sáu cuối tuần.
Dạ em ơi, ơi ơi ơi. Chấm có về ngang mai đúng không? Ai có về đưa thang bay, về thang bay luôn luôn chấm lại em ơi, đừng muốn nhờ. Nếu em muốn nhờ mất được giống không làm việc, em phải xếp tay lại, đó rồi. Rồi, nắm tay vô. Căng tay lên. Căng tay ra. Rồi. Đúng thở đó. Hít. Thở. Ơ ơ ơ. Ha. Hu. Ha. Hu.
tay luôn. Ngón tay luôn luôn, không phải em ơi. Rồi, chúng ta có 30 cân. Tiểu đường đau máu, tê thấp, ung thư, hốc tối đau. Bên buồn, buồn, lo lắng, chậm hồn, tư tuyệt vời. Trời ơi, mà đây là đám câu trực trầm. Ủa rồi, vô búng ra đây là gì? Cũng không đúng rồi, không khổ đâu, đây là cái tốt. Đầu cuối của mình đừng quá một chân. Lên tay đứng cảnh lúc đó đã bung ra là đừng đổ trong lòng. Bao nhiêu bệnh tâm đi xuống gặp chơi đi. Hey! Hey! Đầu tiên hết rồi. Không phải là mình chơi là từ ra là ok là làm cái này mét luôn là cái này là cái là biển mỗi ngày đi bộ rồi tập thể dục nữa. Đâu phải Lâm mới vừa tắm biển lên rồi. Sao nước biển bên đây sao? Nước ấm, nước mát lắm. Nước mát quá hả? Mát quá. Yo. Nước mát không các bạn? Yeah. Mình nhớ cười nha. Ok. 1 2 3. Mình làm team đi, làm team đi. 1 2 3. Ở ngoài biển và ở ngoài phạt. Những năm qua đến giờ này là anh rất là hồ hởi phấn khởi. Phấn mình nó lên trên 500 người rồi. Dạ. Cho nên là vì họ biết là đây là sự tham dự. Cảm ơn anh rất là nhiều đã hy sinh thời gian và chọn những cái bản nhạc rất là hay. Hôm nay nhạc hay. Nhạc hay quá chừng hay luôn. Hay. Mọi người mà thấy nhạc hay thì nhớ thả tim thả bông cho anh Hoàng Thiện nha. Ủng hộ tinh thần nha.
và ủng hộ Chi trong thời gian qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye.